Dạ thấy không, bực lên rất mạnh, một cái nến bự như vậy cái mình nghĩ nó lên mạnh, cái bắt đầu mình FOMO, thị trường nó FOMO mà, cái mình vô lệnh, thị trường nó FOMO à, mình vô lệnh đặt stop loss đây cũng không lỗ đúng không, nhưng mà dám để lệnh không, dám để lệnh không, giá nó hồi xuống tới đây dám để lệnh không, dám không, đó mới là quan trọng. Anh em phải có cái cách để né được những cái này. Chúng ta sẽ ôn lại cái cách vào lệnh bằng những cái lệnh thực tế trên biểu đồ ngoại hối ha. Và từ đó chúng ta tìm ra là tại sao các trader mới hoặc là chưa đủ kinh nghiệm hay than vãn rằng là vào lệnh là cái giá lại cứ đi ngược. Và cái phần thứ hai là nghe câu chuyện mình đã trải phần 3, và khi nghe nó rất là tốt nhưng những anh em thiếu kinh nghiệm ha, để né đi cái sự ngu dốt của mình ở trong quá khứ. Rồi chúng ta đi vào video nhé. Bằng những cái suy nghĩ tích cực, bằng những cái hành động gọi là tốt ở trong cuộc sống, để sẽ giúp cho mọi người có được cái sự hạnh phúc cũng như may mắn cũng như thành công và thịnh vượng à. Và điều đó AD muốn gửi gắm đến tất cả mọi người khi đang nghe những cái lời này ha. Và trước mặt mọi người đây là cái bản đồ GU khung giờ 15 phút. Và chúng ta sẽ đi vào lệnh thực tế ôn lại, và chúng ta tìm hiểu tại sao các trader mới á là hay bị cái vấn đề là cứ vào lệnh là giá đi ngược. Thì mình sẽ chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân của mình thôi ha. Và quên nữa, các bạn hãy xem và like video cũng như comment một cái vấn đề gì mình muốn hỏi bên dưới. Từ nay ở đây sẽ trả lời hết ha. Và cần lắm những comment không tích cực cũng được, ok, và nói ra được những cái lỗi của AD ha, để AD sửa. Đó là cái lời động viên, ở đây rảnh thì làm video thôi chứ làm cũng chả được cái gì hết nha. Và khi mà làm mà các bạn có tiến bộ, các bạn có được cái những cái lệnh lời và các bạn quản lý được cái vốn của mình, và những bạn đi nhắn lại cho AD như vậy, AD rất là vui và rất là chỉ cần như vậy thôi đó, chỉ cần như vậy là đủ với AD rồi. Rồi xu hướng hiện tại chúng ta sẽ thấy là ở trên mình bỏ đi, mình chỉ quan tâm cái key level bên dưới thôi, là xu hướng giảm đúng không, xu hướng giảm. Vậy thì cái key level của nó nằm ở đây, khi nào giá nó phá qua cái key level này thì nó trở thành xu hướng đảo chiều. Ở đây sẽ làm chi tiết để cho anh em mới ôn lại cho nó dễ ha. Rồi thì ở đây cái đáy gần nhất của nó như cũ thôi, mình sẽ vẽ cái vùng nó hết cái cây nến OB luôn nha, nhớ hết cây nến OB này, khác màu nè đúng chưa, đó cái vùng này nè đó, giúp khoanh hết cái vùng này cho mình. Còn các bạn TP về đâu trong cái vùng này đó là cái quyền của các bạn ha, nhưng mà TP mém tới nó là ok nhất. Vậy thì giá nó đi theo như con đường này thì đúng như cái kiến thức căn bản thôi, giá hồi về đỉnh và đi xuống tiếp đúng chưa. Và ngay chỗ này mình có thể vào một lệnh, và một lệnh với cái tỷ lệ thắng rất là cao, tỷ lệ thắng rất là cao, vào một lệnh mình sẽ để cái điểm stop loss nó cũng không cần xa nữa đâu, vì ở đây á nó đã có những cây nến đảo chiều rất là mạnh rồi, thì mình chỉ cần để tới cái phần râu nến này thôi. Còn nếu mà ở trên phần đây các bạn phải để hở nha, và mình để hở ra một tí. Tỷ lệ này chỉ được 1.2 nhưng mà cái tỷ lệ win của nó rất là cao nha các bạn. Tỷ lệ win của cái lệnh này hầu như là mình đoán nó phải 90% đó đó. Thì các bạn vào lệnh á, tâm lý của các bạn á, phải thật thoải mái. Ví dụ như cái lệnh này các bạn nhìn trên cái chữ màu trắng nền màu đỏ á, các bạn thấy lỗ là 0.17%, thì các bạn đòn bẩy lên làm sao á, mà các bạn lỗ cái lệnh này khoảng từ 1% đến 2% tổng số tiền trên cái tài khoản trade của các bạn thôi. Và khi mà các bạn lỗ cũng chả sao, các bạn phải đặt tâm lý đó mất trước, và đúng như phương pháp thì mình vào thôi. Và vào lệnh xong các bạn đặt cảnh báo và đi đi làm một việc khác cho mình
Và một cái vấn đề quan trọng nữa mình muốn nói là các bạn đừng có trade nhiều đồng làm gì, tập trung vào một đồng cho mình. Các bạn cứ đi coi những cái người mà trade, những hỏi những cái người mà trade có lợi nhuận đều đặn, họ đều tập trung vào một đồng hết á, hoặc là hai đồng, ba đồng là cùng. Họ không có tập trung vào nhiều đâu. Trader hiền thoại hay những cái trader mà nổi tiếng hay là những cái YouTuber nổi tiếng, họ cũng trade có một đồng thôi. Họ làm video các bạn thấy họ làm chỉ có một đồng thôi. Mình nói 1, 2, 3 đồng là còn nhiều á. Khi các bạn tập trung vào cái gì đó thì các bạn sẽ làm nó rất hiệu quả. Và khi các bạn phân tán cái chất xám của các bạn ra nhiều cái đồng khác á, thật sự giá nó cũng chạy như nhau đó các bạn ạ. Và các bạn sẽ bị là toán loạn tùm lum hết. Rồi từ đó các bạn sẽ phân tích bị sai ha. Tập trung vào một đồng cho mình thì đầu óc rất là thoải mái. Đó, giống như Tư Mã Ý thì sao? Đó, bao nhiêu năm không? Chịu nhục rồi cuối cùng mới thành công đúng không? Một phát đánh là trúng đích, đúng chứ nào? Giống như một cái câu chuyện á, là ông cha là ông nói hai người con trai này, ông cho mỗi người 6 tiếng đồng hồ để chặt được cái cây đó. Đó, mỗi người một cái cây giống nhau ha, cái cây xanh á. Thì nếu mà ai chặt được xong trước, hoàn thành trước thì người đó sẽ được hưởng cái gia tài đó. Thì cái người em á thì đâm đầu vào lấy rựa mà chặt thôi, không suy nghĩ gì hết. Đó. Còn người anh á thì dành ra 4 tiếng để gì? Để mài dao. Và 2 tiếng cuối cùng là ảnh mới đốn. Thì cuối cùng ra thì sao? Anh vừa đỡ mất sức mà anh làm hoàn thành trước người em. Thì cái câu chuyện này thật sự ra mình kể nó không có đúng cái gốc, tại vì mình nhớ những nội dung nó như vậy thôi, chứ cái gốc của nó là mình không nhớ nha. Mình chỉ nói được cái ý nghĩa là anh em cần mài dũa cái gì, cái kinh nghiệm, cái kiến thức của mình ha. Cũng như hôm nay mình vào lệnh á, mình sẽ cho anh em thấy tại sao á mà thị trường luôn luôn bị đi ngược giá so với những anh em trader mới bị ha, hay bị. Thực sự ra không phải là do thị trường đâu, mà là do cái tâm lý của cái người trader đó đó. À, rồi mình sẽ cho chạy lệnh này nha. Rồi lệnh này mình gì? Mình TB ha. Rồi thì các bạn nhìn này. Tới đây thì giá nó đi lên. Tới đây thì giá nó đi lên. Vậy thì cái vùng vẽ của mình nó rất quan trọng ha. Nếu các bạn muốn ăn TB tới đây thì các bạn đâu có được TB đâu đúng không nào? Nhiều khi lại lỗ cái lệnh này đúng chưa? Cho nên cái vùng này nó rất quan trọng. Mình muốn ôn lại cho các bạn mới nắm kỹ hơn. Rồi ở đây thì thị trường nó phá key level giảm. Nó đảo chiều thành gì? Thành hướng tăng đúng không? Vậy thì mình tìm kiếm một lệnh mua thôi. Và mình mua lên tới đâu? Mình sẽ tìm cái OB gần đó ha. Các bạn cũng đừng tin tưởng vào OB quá ha. OB nó cũng là rất hay, nhưng mà đôi khi OB nó cũng chả có tác dụng gì đâu. Đây là cái vùng OB chưa sử dụng đúng không, của 1 giờ. Rồi mình dùng phương pháp gì, mình tin vào phương pháp đó là không sai, nhưng mà các bạn cũng đừng có cứng ngắc quá ha. Rồi mình sẽ đo Fibonacci nữa rồi. Cái OB này nó cũng nằm mém cái vùng Fibonacci 0.5, 0.618 đúng không? Rồi vậy thì giá như thế này á, thì mình vào lệnh thì mình không có điểm cắt lỗ tốt được. Mình phải đợi hồi, còn nó lên thẳng thì thôi ha. Tại vì giá như thế này mình đâu có vào được. Mình vào mình đâu có biết cắt lỗ ở đâu đâu mọi người, đúng không? Mình vào mình không biết cắt lỗ ở đâu hết, đúng không? Mình cắt lỗ tuốt luốt dưới đây sao, đúng không? Cho nên lệnh này không có thế để vào. Mình phải đợi nha. Mình đợi nó hồi, nếu mà nó lên thẳng thì thôi. Đây nó chạm đỉnh rồi đúng không? Chạm cái đỉnh rồi. Đó, chạm đỉnh rồi. Vậy thì con sóng đăng này, cái key driver nó mới nó nằm ở đâu? Mới nó nằm ở đây đúng không? Đó, và cái đỉnh nó nằm ở đây. Đó, cái đỉnh nó nằm ở đây. Rồi vậy thì giá nó đã tới cái đỉnh đúng không? Và anh em cứ quan sát thôi, cứ quan sát tiếp. Nhưng ở đây anh em thấy cái gì?
anh em thấy cái gì. Mình sẽ qua đến 5 phút mình xem nha. Qua đến 5 phút mình xem nè. Ở đây anh em thấy cái gì? Giá nó đi như thế này đúng không? Nó là một con sóng nhỏ giảm. Nhưng mà tới đây sao? Nó tăng, nó vượt qua cái đỉnh rồi đúng không? Nó vượt qua cái đỉnh rồi đúng không? Vậy thì con sóng nhỏ giảm nó trở thành con sóng nhỏ tăng. Đúng chưa? Ở ngay chỗ đây nó trở thành con sóng nhỏ tăng, là tới đây nó trở thành con sóng nhỏ tăng đúng không? Vậy thì khi mà giá nó hồi về đây thì cái key level này có phải là key level của con sóng nhỏ không? Key level của con sóng nhỏ này. Đó, đúng không? Vậy thì nó hồi về key level thôi. Đúng chưa? Đó, cho nên cái này anh em phải để ý, nó rất là khó nha. Luyện từ từ mình sẽ nắm được. Đó, vậy thì ở đây mình đợi thêm một cái nến nữa đi. Và đợi thêm một cái nến nữa. Thì mình thấy ở đây lực nến nó lên rất là mạnh. Và nó có những cái mô hình nến đảo chiều nè. Nó theo cái xu hướng tăng. Mô hình nến đảo chiều nó theo một cái xu hướng đúng á, thì nó rất là phát huy tác dụng nha anh em. Nhưng mà nó ngược xu hướng thì nó ít tác dụng lắm mà. Có nhiều khi nó chả là cái gì hết. Thì ngay chỗ đây anh em có thể vào lệnh được rồi. Và điểm cắt lỗ dưới cái key level nhỏ này. Cái key level của con sóng nhỏ ha. Còn key level con sóng lớn vẫn nằm đây nha. Và anh em gì? TB lên cái vùng này. Đó, tỷ lệ 1.32 ít quá thì anh em gì? Bây giờ mình thử cái lệnh này coi thử mình có TB được cái lệnh này không ha. Mình ăn được 1.8 luôn này. Nếu được cái muốn lên đây luôn, đúng không? Đó, tham thì thăm ha, để cho mình cho anh em xem. Thử coi mình có TB được cái lệnh này hay không. Và cuối cùng mình cũng TB được đúng không? Đó. Đây là cái cách vào lệnh trên con sóng nhỏ, anh em phải luyện từ từ ha. Rồi thì anh em để ý nè. Ngay cái vùng này, bây giờ mình cho anh em thấy lại ngay cái vùng này. Ngay cái vùng này mình sẽ xóa hết đi nha. Mình cho anh em thấy nè. Tại sao giá nó đi ngược? Ở đây là cái đáy rồi. Thì cái này là mô hình nến đảo chiều đúng không? Có phải là cái nến sau á, cao hơn 50% thân cái nến trước, cái nến tím này. Đây là mô hình nến xuyên thấu. Nó nằm ở dưới đáy thì đây là luôn gì? Nến đảo chiều, đúng không? Nến đảo chiều. Đây, mình cho anh em thấy. Nến đảo chiều. Thì những anh em mới á, những anh em mới thì anh em thấy giá nó chạm đáy mà nó có mô hình nến đảo chiều này rồi, đúng không? Thì thường thường anh em vào cái lệnh ngay đây. Vào cái lệnh ngay đây. Vào cái lệnh ngay đây ha. Anh em để cắt lỗ ở dưới cái râu nến này, đúng không? Rồi ví dụ như anh em TB lên đây đi. Thì ngay khi đó anh em thấy gì? Giá nó đi ngược lại. À, nó đi ngược lại, đúng không? Và nó mém chạm cái điểm cắt lỗ của anh em. Thì ngay chỗ đây anh em đã cắt lỗ rồi. Bởi vì mình nói cái phần mà gì, tâm trạng, tâm lý nó rất quan trọng. Và không coi nến nó rất quan trọng ha. Anh em đã cắt lỗ rồi. Anh em đã cắt lỗ rồi. Cho nên á, ngay chỗ này mình đâu bị cắt lỗ đúng không? Và giá nó đi lên. Giá đi lên đúng theo mình dự tính. Và lệnh này là lệnh lời chứ không phải lệnh lỗ. Nhưng cuối cùng ra lệnh này là mình lỗ. Vì mình đã cắt lỗ quá sớm. Anh em mới sẽ bị rất nhiều về vấn đề này luôn. Đó, anh em tự hỏi bản thân đi. Đó, tự hỏi bản thân là có hay không. Hồi trước giờ có những cái lần như vậy hay không. Đó là sẽ biết. Vậy thì ở đây mình muốn nói với anh em cái gì. Anh em thấy mô hình nó đảo chiều này. Ở đây nó vẫn còn những cái lực bán. Ha, khi giá nó đi lên nó vẫn còn có lực bán. Cái này là trường hợp thứ nhất, là vẫn còn có lực bán xuống. Nó bán xong rồi nó mới đi lên. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là sao? Thị trường nó làm giá. Những cái thành phần gì thâu tóm giá nó làm giá. Để nó thâu, nó gì điều khiển cái tâm lý số đông. Mình đã nói ở những video trước rồi. Họ làm việc cả ngàn cái đầu óc. Cái tổ chức của họ là liên kết cả nhiều tập đoàn với nhau. Cho nên cái chuyện mà đón tâm lý của chung á,
đối với họ rất là dễ ha. Và họ nắm được cái số lệnh sell, số lệnh buy, mình không biết là có hay không, nhưng mà quan niệm của mình thì anh em cũng nên suy nghĩ như vậy đi. Lệnh buy, lệnh sell, lệnh long, lệnh short, họ đã nắm số lượng hết rồi. Và ngay chỗ đó họ tính là lời lên thì lời hơn là xuống thì họ sẽ lên. Đó, anh em cứ nghĩ như vậy đi, là nghĩ thị trường nó thâu tóm lòng mặc định như vậy đi. Cho dù nó không có, anh em cứ nghĩ như vậy, tại vì nó tốt hơn cho mình mà. Đó, thị trường nó bị thâu tóm giá đi, đúng không? Cho nên là ở đây họ sẽ làm cho tâm lý của mình rung chuyển. Và có nhiều ông là chỉ để stop loss ngay đây thôi thì họ đã đủ cắt lỗ rồi ha. Đó, cho nên là giá đi ngược, đây là trường hợp một, giá đi ngược là như vậy. Đó, và đó là dành cho những anh em thiếu kinh nghiệm. Đó, à, đây là một trong những cái nguyên nhân. Và khi mình gặp cái trường hợp kế tiếp mình sẽ nói được nữa. Tại vì những cái lệnh mà mình làm cho anh em á, là mình làm trực tiếp trên biểu đồ luôn, nó có sao mình nói vậy chứ không có, mình không có chuẩn bị cái kịch bản đứt nước gì hết á, mình không có chuẩn bị nha. Đó, đó là mình nói thật luôn, mình không có chuẩn bị kịch bản trước hay mình nhìn biểu đồ lên xuống gì đâu. Đó, mình phân tích giống như mình đang trade vậy đó ha. Còn ai tin không tin thì thôi, chứ mình không có thề thốt gì đây hết á ha. Có sao thì mình nói vậy. Đó, rồi tiếp tục để coi mình quan sát coi có những cái điểm gì để giá nó đi ngược này. Nói chung giá nó đi ngược á. Này, đây, thị trường tới đáy rồi đi lên, lực nến rất mạnh đúng không? Nhưng ngay đây có những ông bán non. Những ông bán non, có nghĩa là lên tới đây rồi ông bán non xuống. Đó là cái thành phần thứ nhất. Đó, giống như tâm lý anh em thấy lời ở đây đủ rồi thì bán, đúng không? Và một phần nữa là do gì? Thị trường bị thâu tóm. Nhưng anh em nhớ này, khi anh em học cái gì hay mà mình chỉ cái gì anh em thấy đúng, anh em cũng backtest lại cho mình. Và anh em xem lại lịch sử biểu đồ coi như đúng mình nói, như mình nói hay không. Đúng như mình nói hay không. Giá anh em để ý là cứ lên tí là nó bị bán non xuống, hoặc là thị trường nó làm tâm lý. Nhớ đây nè, cũng vậy nè, thấy không? Để ý và nhớ những cái mô hình giá như thế này, để mình gì, mình có gặp nó mình cũng không có bị rung nữa, hay là ít rung hơn. Ở giống y nè, giá thấy không, bật lên rất mạnh, một cái nến bự như vậy, cái mình nghĩ nó lên mạnh, cái bắt đầu mình FOMO, thị trường nó FOMO mà, cái mình vô lệnh, thị trường nó FOMO, mình vô lệnh, đặt stop loss đây cũng không lỗ, đúng không? Nhưng mà dám để lệnh không? Dám để lệnh không? Giá nó hồi xuống tới đây, dám để lệnh không? Dám không? Đó mới là quan trọng. Anh em phải có cái cách để né được những cái này. Những cái cách đó mình đã chỉ những video trước coi lại ha. Nó có dám để lệnh cái lệnh này hay không? Thị trường nó FOMO này, đúng chưa? Rồi anh em để ý nè, có những cây nến này rất là mạnh, đâm tọt xuống. Anh em sợ quá, anh em thoát lệnh vội. Đó. Đây, đây trường hợp đây thì không sao. Nhưng mà có những trường hợp á, nó tọt xuống nó đi lên luôn. Nè, lực nến nè, momentum mà, từ nhỏ lớn 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 dần thì cứ nghĩ là cái nến sau lớn. Momentum không phải lúc nào cũng đúng đâu nha. Momentum giảm ở trong cái con sóng tăng á, nó không có tác dụng bằng á, cái momentum ở trong cái gì đúng xu hướng, nó khác nhau lắm. Ví dụ như momentum này là momentum tăng á, á, lực nến nó tăng á thì nó khác. Còn đây xu hướng nó đang tăng, mà lực nến có giảm xuống nữa, momentum có lớn nữa, nó cũng tăng lên lại, nó đụng key lever là nó bật lên thôi. Đó, anh em để ý key lever này, đúng không? Cho nên thấy cái nến nằm tọt xuống, ôi xôi, ôi thị trường giảm mạnh rồi, lũng đáy sập rồi, vào đi, vào lên như đây, vào ngay luôn, bị FOMO. Đó là cái lý do vì sao giá nó đi ngược, vì anh em tham thôi và không biết rằng thị trường này nó ghê gớm lắm. Thị trường này nó lời rất là nhiều thì đi đôi với rủi ro rất là nhiều ha. Bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu triệu người, mình nói hàng triệu luôn, đã lỗ trong cái thị trường này rồi. Anh em nhắm á, mình không có đủ tâm lý mà mình không có đủ bản lĩnh á, thì thôi thoát khỏi thị trường đi. Mình nói thật luôn, làm thị trường thì làm không nổi đâu, chỉ có mất hết tiền thôi. Đây là sân chơi á,
kiếm tiền rất là nhanh, kiếm tiền rất là nhiều. Nhưng mà cũng sân chơi á, là phá sản rất là nhanh ha. Đây là thị trường, anh em cứ tìm hiểu những cái anh lớn đi trước anh kể lại, mình sẽ quản lý được gì. Ai mà đi vào đây mà cái căn bản không có, kiến thức không có, trải nghiệm không có, mà vào mà trây, mà theo sự may mắn thì như cờ bạc thôi. Còn nếu mà làm bài bản, có kinh nghiệm đàng hoàng thì nó là cái nghề đó, thì mới đi vẫn được. Làm cái ngành này thật sự đầu óc rất là kinh khủng ha, phải có, phải đầu tư kiến thức và thời gian. Còn làm mà nhắm mà là ẩu tả thì thôi, mình khuyên hãy ngưng ngay từ cái video, nghe những lời nào mình nói này rồi ngưng luôn đi. Đó là cái lý do mà giá nó đảo chiều, và còn nhiều lý do khác mình sẽ nói về sau những video khác vì nó quá dài rồi. Chắc cái phần 2 mình để qua video kế tiếp nha anh em. Mình vào vấn đề mình muốn nói cho anh em hiểu, nó hơi dài á nha. Tới video này mình xin cắt ha. Xin chào và hẹn gặp lại.